Kính thưa chư quý vị, thì chúng tôi hôm nay thì đoàn của chúng tôi xuống đây đến là Bạc Liêu. Thì chúng tôi đến đây là tính là cái nhà lưu niệm có những cái giường của công tử Bạc Liêu đó là để lại đó quý vị. Thì chúng tôi cũng xin thông qua giới thiệu cho quý vị biết là cái giường của hai cái giường của công tử Bạc Liêu. Kính thưa chư quý vị, thì hôm nay hai cái giường bên đây là một cái giường nóng, tức là cái giường là mùa đông đó quý vị. Đó, đây là cái giường là mùa đông. Đây là của công tử Bạc Liêu để lại. Thì chúng tôi xin giới thiệu cái giường này, rồi chút xíu qua tôi sẽ giới thiệu một cái giường lạnh là cái giường bên kia đó quý vị. Đó, cái giường lạnh giường bên kia đó. Thì hôm nay quý vị biết không? Thì cái công tử Bạc Liêu này hồi trước đó, thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Thì đây là con của ông Trần Trương Trạch, Trần Trương Trạch. Thì hồi xưa đó quý vị biết không, thì cha của công tử Bạc Liêu này, ông Trần Trương Trạch này, thì ở miền Trung. Nhưng mà hồi xưa đó thì coi như cha mẹ đó thì không biết, còn sống chết thì không biết. Nhưng mà thời gian mà đi vào miền Nam dựng này, tới Bạc Liêu này đây đó, thì ông mới khoảng 8 tuổi. Thì lúc đó ông lưu lạc trong này, thì ông sẽ ở đợi cho một nhà phú hộ giàu có đó quý vị, tức là hồi xưa gọi là cả đó. Thì trong một thời gian đó đó, ở như vậy là ở Trân Châu cho một cái ông cả này đó. Thì ông phú hộ này, thì Trân Châu quý vị biết không, Trân Châu thì được ở lần sau không, không được lên nhà lần trước, ở lần sau không đó. Trân Châu thì coi như hồi xưa gọi là, đó là cái từ là ở đợ đó quý vị, hồi xưa đó gọi là cái từ ở đợ đó đó. Thì sau một thời gian đó như vậy là thời gian ở quay qua quay lại thì vào cũng là 5 7 năm gì đó, 10 năm gì đó, thì ông đã lớn cũng là 17 18 tuổi rồi. Thì có một cái lệnh của Pháp của Tây đó, thì bây giờ bắt buộc một người phú hộ đó thì bây giờ là phải là học đi qua bên Pháp bên Tây, học phải có cái bằng đó, về đặng mà làm chủ một cái số đất. Thì bắt buộc người nào cũng phải có là phải bắt buộc phải có là cái bằng mới được. Thì hôm nay ông phú hộ này nè, ông không muốn là con ông đi bên Pháp bên Tây học, ông sợ. Thì hôm nay mới kêu, bây giờ như vậy là con phải lên đây cho ông biểu. Thì vào lúc đó thì ông Trần Trinh Trạch này đấy quý vị, mới là đi lên được nhà đằng trước. Hồi đó giờ Trân Châu là mấy năm trời là ở nhà, sao không cũng được lên nhà trước đâu. Thì hôm nay lên nhà trước thì ông mới nói rằng, thôi hôm nay bây giờ ông nói với con, xách bộ đồ ra thật đẹp, bộ đồ hồi trước là gọi là bộ đồ trắng đó quý vị, cái trắng mà vải hồi trước, vậy trắng hồi trước là đó là quý lắm nha. Hồi đó giờ Trân Châu làm gì được có bộ đồ mà mặc như vậy. Thì hôm nay nói ông bây giờ là cho con một bộ đồ, bây giờ giúp cho ông một chuyện. Con bây giờ phải đi Pháp đó học mà lấy cái bằng về cho ông. Cuối cùng thế nên hôm nay như vậy là ông này mới là đi qua bên Pháp học cái gì, ông Trần Thiên Trạch này qua bên Pháp học. Nhưng mà ông học này làm thể như trời đã khiến cho ông là trí tuệ rất là thông minh, sáng suốt. Ông mới qua bên Pháp ông học. Thì ông học ông mới lấy được một cái bằng, ông mới đem về. Thì ông mới đem về mà giao cho cái ông phú hộ này xong xuôi đàng hoàng cho. Thì lúc này ông đã trưởng thành, ông đã lớn thì ông không còn làm cái cho ông phú hộ nữa. Ông để lúc này rất giỏi quý vị. Thì ông mới thời gian ông mới lên trên huyện đó, lên trên huyện ông mới là làm thư ký cho ở huyện, làm bên địa chính, ông làm thư ký nó, làm việc cho huyện đó làm thư ký. Thì thời gian ông này mới là lên mà đóng thuế tiền đất tiền cát này, hàng năm lên đóng thuế đó. Thì ông gặp Trần Trinh Trạch này, đây là hồi đó là lính của ông Trân Châu cho ông. Thì ông gặp hôm nay ông này sáng suốt giỏi giang quá, ông này mới sanh lòng ra, ông muốn là để là làm con rể của ông phú hộ này. Thì ông phú hộ này mới mời là coi như là ông mà bây giờ là về nhà tôi để cho ông một tiệc, nói gì hả, mời lại nhà về nhà là đãi một tiệc. Thì ông mà Trần Kim Trạch này quý vị, thì ông mới về nhà ông phú hộ này, thì ý ông muốn gả đứa con gái cho ông Trần Kim Trạch này đấy đó. Thì ông mới kêu con gái ra mới trò chuyện, hai người trò chuyện với nhau thì hai người mới tâm tình, là tâm đầu ý hợp nhau, hai người mới thương. Thì ông phú hộ này mới gả cho ông Trần Thiên Trạch này là con gái của ông làm đám cưới thật lớn quý vị, làm đám cưới thật lớn.
Thì vào trong thời gian mày đó đó thì quý vị biết mấy là cho ông là 100 công ruộng đó, cho ông 100 công ruộng để mà làm. Thì nhờ đó là hai vợ chồng mới là lo lắng để mà làm với nhau, dành dụm với nhau đó để mà làm. Thì ông mới là vừa làm việc ở trên huyện thì ngày ngày đó dành dụm ra được, thì ông mới ra được một cái hãng rượu. Quý vị, ông ra được hãng rượu thì hãng của bằng gọi hồi xưa là hãng rượu Tây đó. Hồi xưa rượu Tây là có là coi như là phải nói là rất là uy tín ở Bạc Liêu, là một hãng rượu lớn. Sau thì bắt đầu có tiền lần lần anh ông mới mở cái làm nhà máy nữa quý vị, một nhà máy xây lúa. Mà hồi xưa đó mà đâu phải là cái máy xây lúa, đâu phải là cái chuyện mà có nhà máy xây lúa là dễ quý vị. Hồi xưa quý vị biết hồi ông bà chúng ta hồi trước đó, như vậy là coi như là giả gạo không, giả không quý vị, cái cối chài mà giả đó, giả gạo đó. Nhưng mà giờ ông được cái nhà máy thì ông được nhà máy lần lần ông làm mới lên lần gần khá lên, lần lần khá lên bắt đầu thì anh em đó à, anh em bên vợ đó là coi như hút xì ke ma tí này kia nào dữ lắm. Thì lần lần ông mới chơi cờ bạc, bắt đầu lần lần mới là bán, ông mới lần lần ông mua hết, ông mua số đất hết. Thì thời gian bắt đầu lúc này là ông giàu có lên, thì đất ông của ông đó, tổng số đất đó, thì khoảng là trên là 200.000 hectare ở Bạc Liêu, mà trên 200.000 hectare đất. Và đồng thời mà ruộng muối đó quý vị là có thể là trên 10.000 hecta ruộng muối, 10.000 hecta ruộng muối đó. Thì lúc này ông quá giàu, thì lúc này ông lớn lên thì ông sẽ có là hai người con, một là Trần Trinh Trạch, à, một là Trần Trinh Quy, hai là Trần Trinh Đức. Bây giờ hiện tại là có Trần Trinh Quy chứ, ba người con mà có là, xin lỗi nha, thì ba người con thì trong đó là có Trần Trinh Quy. Thì trong đó Trần Trinh Quy là thứ ba quý vị, gọi là cậu ba đó. Thì bây giờ Trần Trinh Quy này lúc này là giỏi lắm. Còn mấy người mà anh em á thì coi như là lớn lên thì ăn chơi hút sách lắm, cũng y như trước vậy đó. Rồi bắt đầu ông Trần Trinh Quy này mới là cha mới thấy vậy, mới thấy giỏi quá mới cho qua bên Tây đi học. Thì quý vị biết không, qua bên Tây đi học như vậy đó là coi như thời gian mà được mà giỏi. Trần Trinh Quy này rất giỏi quý vị, Trần Trinh Quy là tức là công tử Bạc Liêu đó. Thì ông mới học, ông mới đi về. Thì quý vị biết không, thời gian đi về như vậy đó là coi như tất cả là ông Trần Trinh Trạch mà chết rồi đó, thì ông Trần Trinh Quy đã đứng lên làm chủ toàn bộ là một số đất của ông Trần Trinh Trạch hết, rồi tất cả chia ra cho anh em, và đồng thời anh em cũng hút sách cũng y chang vậy. Thì ngoài ra thì sau đó thời gian đó thì ông Trần Trinh Quy này đây đó, tức là ông công tử Bạc Liêu, là mua số đất lại hết quý vị đó, mua số đất lại hết. Thì từ này lúc này là ông mua giàu dữ lắm quý vị, ông Trần Trinh Quy này phải nói là ông giàu lắm. Thì ở thành phố có hai một cái biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ông này lúc này ông giàu, lúc đó gọi là biệt thự đó, thì ông giàu lắm. Mà nhưng mà quý vị biết không, là sau này đó là ở Sài Gòn nó có một cái cô Phùng Há, một cô Phùng Há đó là coi như hát cải lương đó, là phải nói là một tiếng là có tiếng ở thành phố, cũng như bây giờ cũng như là hát cải lương như hồi xưa, mà cái lúc là thời mà nổi tiếng như là Thủy Mỹ Châu vậy đó. Thì vào lúc đó như vậy đó thì ông công tử Bạc Liêu này ông mới là thương cái cô Phùng Há này, và cái một cái phú hộ ở dưới cũng nhiều, cũng tay công tử ở dưới Bạc Liêu này cũng có nhiều tay lắm quý vị, cũng thương là cái cô Phùng Há này nữa đó. Rồi công tử Bạc Liêu này nè, với cái người mà mấy cái người công tử kia mới tranh với nhau đó, tranh với nhau giành với cô Phùng Há này. Nhưng mà người ta đồn á, nói là đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu, chứ thực tế ra đó là một cái luận bị gì giàu quá, người ta nói vậy thôi. Chứ thực tế ra thì hồi lúc mà tôi kể sơ một cái này, lúc mà đi coi cine đó thì ông công tử Bạc Liêu này đấy đó, là Trần Trinh Quy này đó, có một người bạn là tức là ông Phước, thì đi theo như vậy lên coi cine với một cô Phùng Há này, như lên coi cine. Nhưng mà cái cô Phùng Há này quý vị biết không, rớt là 5 đồng bạc, rớt 5 đồng bạc
Nó vớt 5 đồng bạc thì ông công tử này ông mới móc 5 đồng bạc ra, ông móc ra 20 đồng bạc, ông mới đốt kiếm 5 đồng bạc. Đó là tỏ ra cũng như là mình giàu vậy đó. Còn hôm nay nói lại là cái giường này nè quý vị, đây là một cái giường, nó là một cái giường nóng đó, để mà xài cho giường lạnh. Đây là một cái giường lạnh để xài cho là mùa đông. Thì ở đây là xài cho mùa đông, mà cái giường này hồi trước á, thì coi như có thể người ta ngã giá, có thể tính theo một cái giường này tính ra là 7 tỷ quý vị, cách đây khoảng 20 năm, và cái giường này tính ra là 7 tỷ đó, cái đồ cổ. Còn bên đây đó thì qua bên đây đó thì cái giường này là giường lạnh đó, thì bên đây là để cho là cái mùa đông đó. Mùa đông tức là coi như là cái giường lạnh đây là mùa đông, và để cho cái mùa hè để mà cho để ông là nằm mùa hè, tức là coi như là nóng được đó, là nằm cái giường này đó, cái giường này đó. Thì coi như quý vị biết không, hai cái giường này là, đây là tức là kỷ niệm để lại hai cái giường của ông. Và lần lần chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị là trong này là có một cái số bàn còn để lại của công tử Bạc Liêu, chúng tôi sẽ dần dần giới thiệu cho quý vị biết. Còn mà nói ra cái lịch sử mà của công tử Bạc Liêu đó quý vị, là Trần Trinh Quy đó, hồi trước ổng có một cái là cái kỷ niệm ổng còn để lại là phải nói là kỷ niệm nhiều lắm. Sau tôi sẽ kể cho quý vị nghe trong phần đó, thì chúng tôi đi lần lần đến đây để kể cho quý vị nghe trong cái phần đây. Đây là một cái bàn đó quý vị, hỏi cái bàn xuất sắc của đây là của cái bàn trước đây của cũng công tử Bạc Liêu. Nhưng mà thời gian là coi như là ông mà cũng như thế, sau này mà quý vị biết không, ông cũng lần lần ông cũng là nghèo, ông cũng là xì ke ma tí đó, ông lần lần ông bán cho tất cả cho nhà chùa hết quý vị, bán cho bên nhà chùa này đây. Và cũng như nói đúng là nhà chùa mà hồi đó nhà chùa này là chánh quyền để quản lý, thành thử ra mua lại những cái món đồ của công tử Bạc Liêu đó, mua hết. Một cái lịch trình của công tử Bạc Liêu này quý vị biết không, mình kể ra nhiều lắm, và đây là chúng tôi là thời gian không có thời gian, chúng tôi sẽ kể gọn cho quý vị nghe thôi. Tôi nói nghe coi, Đây tôi là không biết cái tâm đâu, rồi, bắt đầu mà hồi đó giờ tôi tôi hỏi thấy cái tâm trải không? qua Hồi tôi đó giờ có ai sẽ thấy cái tâm không quý vị? giới thiệu chương trình Chắc cho chắn quý là vị không ai thấy cái tâm rồi. nghe Mà cái tâm là từ cái gì? nói Là từ cái khởi, cái lời nói của mình, cái tâm của mình, từ cái hành động của mình, cái tâm của mình là làm tốt. Mà thầy nói rằng cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó, quý vị thấy không? Bây giờ hôm nay quý vị ra ngoài đường, quý vị gặp bà già, ông già, gặp ai nghèo khổ, quý vị móc ra 5.000, 3.000, quý vị móc ra cho, thì quý vị là gì quý vị? Tâm Phật à. Quý vị gặp ông già, bà già đi ngang đường mà không đi lụm cụm xe cổ, nắm dắt tay ngang đường, tâm Phật à. Thấy không? Thấy ai đau khổ, khổ não sớm rìa, quý vị lấy gạo, quý vị cho, tâm Phật à. Mà quý vị nói một lời nói chân thật, quý vị lời nói giúp người, đây là tâm Phật không? Còn cái lời nói, ví dụ vợ chồng người ta đang gây lộn, đi lại còn sốc cái nữa nha. Ngoài đời tôi nói này, nói ngoài đời, trong đạo chứ không có. Gặp vợ mày với vợ tao nữa thì khá, tao quánh là coi như cho như cái bánh can. Rồi cái này suối rồi, quất vợ cái nữa rồi, rồi cái này là coi như đi Bình Dương chắc ăn. Rồi, lúc này hay không? Ác không? Thấy không? Thôi bây giờ vợ chồng người ta đánh lộn thì bây giờ đi lại, ôi ôi mày ơi, bây giờ này có một bạn mới rủ tao nè, mà ơi, đi lại mày uống cà phê tao nghe bàn này, cái chuyện này hay lắm, ăn mà ăn hay lắm nè, mình nói dốc đi, mình nói dốc này không đội, thấy không? Rồi câu cổ đi lại uống cà phê rồi ngồi nói chuyện lai ra vợ chồng thôi giận hờn gì, bắt đầu nói hồi bắt đầu nó nguội nhắc rồi bắt đầu hồi quên cái vụ đánh lộn đi, rồi về nhà em đi uống chứ có gì đâu mà, phải không? Cái này cũng là tâm thật à. Bởi vậy cái thầy nói là lưỡng thiện ỷ ngôn ác khẩu, dục nữ tham lam sân nộ mê si, thành thử ra tổ có nói câu nói đó quý vị, nếu mà giết người nó cầm cái dao mà giết người á là cũng không có đau mấy quý vị, chỉ đau một lần một, chết queo đau có lần một mà, phải không? Đâm cái mổ mà đau một lần một mà, nhưng mà lời nói của mình quý vị đau suốt đời nghe quý vị. Bây giờ tôi nói thí dụ như anh em cha mẹ
bây giờ anh em lỡ mà nói cái gì mà nặng nề, một câu nói nặng nề đi, xúc động tới anh em đi, thấy không? Bây giờ như vậy là mình nói anh em nặng nhẹ, nói trên đầu trên cổ đi, tôi nói thật với quý vị, rồi trong bụng để dù đi suốt đời giặt với nhau hoài, đau lắm, nhưng là nói vậy. Bởi vì chữ ngôn là vẫn đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Bây giờ chữ ngôn là lời nói của mình, nó đức thầy đã dặn kỹ lắm. Thì thôi bây giờ nãy giờ tôi cũng đi hơi lạc không quý vị, tại vì tôi kể hơi lạc ha. Thôi bây giờ để tôi trở lại. Thì bây giờ đó, từ đây cách biệt xa ngàn, thì hôm nay là bà ký giỏi lên. Tại sao mà vậy? Đây là thầy nói là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu đó quý vị. Thì đã sắp đặt sẵn rồi. Thì tới ngày là ngày 1 tháng 4 năm 1940 đó quý vị. Thì hôm nay đức thầy là đồng đạo rất đông. Rồi, và của đồng đạo đó là đồng mà khai sáng ngày 18 tháng 5 năm 1939. Thì tới ngày 1 tháng 4 á, thì năm 1940 thì bắt đầu là trên Tân Châu đó quý vị, sai lính xuống là coi như là mời đức thầy. Mà nói tiếng mời đức thầy chứ thực tế là bắt đức thầy đó. Nhưng mà nó sợ đồng đạo mình cũng nổi dậy. Bởi vì nếu mà coi như là đức thầy chúng ta mà sai vắng là cũng như một thần tượng. Nếu bây giờ thấy ông trên đời thì quý vị nhớ kỹ, nếu mà một thần tượng nào mà kính thần tượng đó, mình thương thần tượng đó, có thể gì mình chết với một người thần tượng đó, ai động với thần tượng mình là mình chết à, chứ không phải chuyện chơi à. Thì hôm nay nó cũng sợ, nó xuống nó bắt đức thầy rồi. Nó đi ở dưới sông một chiếc bo bo và ở trên một chiếc xe. Xuống nó mời đức thầy thì nửa chừng bắt đầu là đi, nửa chừng về Tân Châu thì dưới sông có chiếc bo bo. Bắt đầu là đưa xuống bo bo, bắt đầu là nó chạy về Tân Châu liền. Thì quý vị biết không, về Tân Châu thì như vậy là trong đó thời gian Tân Châu bắt đầu là ngày 1 tháng 4 bắt đầu lại quay là bắt đầu đưa xuống xe đét liền quý vị. Đưa xuống xe đét liền. Thì quý vị mà đâu có điều kiện gì bắt thầy. Đức thầy chỉ là hút thuốc nói đạo thôi. Chứ đức thầy đâu có là phạm pháp gì đâu. Mà đức thầy hồi đó có xưng một câu nha. Là ta là vua cộng sản á. Đức thầy hồi đó là huyện Mỹ Viên á, chứ không phải là chuyện thường. Huyện Mỹ Viên miền Tây Nam Bộ á. Đó, đức thầy mình ở đó đó, là cách mạng à, đức thầy mình cách mạng à. Nhưng mà nó bắt đức thầy mình nó như vậy là không có điều kiện rồi. Nó mới là xuống xe đét quý vị biết không? Mới ngồi là tụi Pháp đó, ngồi mười mấy người á, mấy thằng vậy đó. Là trong đó là có là cấp quý, cấp tá này kia nọ, bự bự đó, là tụi Pháp đó. Nó mới nói ông bây giờ là Phật á, ông viết cho tôi một bài thơ hay một bài kinh gì của ông nào, ông viết cho tôi coi coi. Mà quý vị biết bây giờ nếu mà đức thầy mình không phải là Phật á, mình viết được không quý vị? Không thể nào viết được. Mà đức thầy đó là chỉ cần viết một mạch một là viết cái bài xe đét. Quý vị về coi là đức thầy viết một mạch một là bài xe đét. Thành thử ra từ chỗ đó đó là coi như là mới mượn bên kia nói nha quý vị. Thầy nói đó, miệng giúp môi đầy văn tao nhã, hạ bút thằng thơ đã đời khai. Chỉ cần nhích môi là một chút xíu thôi là coi như là viết hết trơn là bài xe đét. Thì mấy em này mới kính phục. Rồi bây giờ quý vị biết không, rồi bây giờ như vậy là đâu có bắt được thầy đâu. Rồi mới thấy vậy mới là thôi, bây giờ như vậy là bây giờ không biết làm sao. Bây giờ về đưa đức thầy xuống Hương Bộ Thạnh. À, đức thầy là thầy nói rõ ràng tôi xin kia sắp đặt nó lâu nha, thầy đó cái thầy cũng sắp đặt sẵn đây trơn đấy. Nhưng mà quý vị biết không, ông Hương Bộ Thạnh này ổng là ghiền ma tí. Một ngày ổng phải hút ba cử mà ổng hút muốn nghèo luôn mà. Hồi đó mà nói với mấy ông Hương cả đâu phải cái phú hộ, đâu phải là chuyện thường. Mà quý vị có nghe thứ nghe danh là ông Hương Bộ Thạnh, ông Ký Giỏi, ông Nguyễn Thanh Tăng, rồi ông Lương Văn Tốt, cái đó mấy ông này là đệ tử của đức thầy, mấy ông này không phải tầm thường, thấy không? Giàu có không mà. Thì mấy em Pháp này muốn đưa xuống Hương Bộ Thạnh đặng mà cũng như câu lưu, cũng như là giam lỏng đức thầy vậy đó. Nhưng mà đi tới đâu á thì đức thầy thuyết phục hết quý vị. Thì bắt đầu là xuống đầu tiên thuyết phục bà Hương Bộ Thạnh. Thì bà Hương Bộ Thạnh đi ra như bà Ký Giỏi vậy đó, theo làm đệ tử đức thầy, thọ giáo quy y. Thì thọ giáo quy rồi, cái bắt đầu là bà Hương Bộ Thạnh bà mới nói vậy nè, dạ thưa thầy, bây giờ như vậy á, là bây giờ là ông tôi bây giờ như vậy đó là ông ghiền ấp miệng, mặt ngày
hút ba lần là tiền của đâu còn. Bây giờ phải làm sao? Nhờ thầy giúp đỡ. Thầy nói đâu, cái chuyện đó cũng nhỏ là dễ thôi chứ đâu có gì đâu. Thầy mới là dò ra ba viên thuốc bằng giấy, dò ra ba viên thuốc rồi đem cho ổng uống đi. Rồi quý vị biết đem cho ổng uống. Thì đêm đó ổng uống, ổng ói ra tới mặt xanh nè. Rồi bà Hương Bộ Thành bà ra bà sợ quá trời sợ rồi. Nó là thầy cho uống cái gì mà ổng ói đêm nay, ổng ói gần chết rồi. Ói dữ lắm, nó không sao đâu. Rồi quý vị biết không, như vậy nói đêm đó là sáng ra từ đó là bỏ phiện luôn quý vị. Rồi từ đó ông Hương Bộ Thành ổng là bỏ phiện luôn. Đó, quý vị thấy cái màu nhiệm không? Bà quý vị thấy rồi quý vị đó, quý vị thấy không? Bây giờ như vậy đó là bây giờ quan hỷ gì nói cái này nó dài quá là đọc giảng nữa là cái nó kéo dài dữ lắm. Bây giờ nói cho gọn gọn cho nó mau. Rồi quý vị biết không? Như vậy đó là coi như bây giờ tôi nói mình là bây giờ nè, ví dụ mình hút thuốc nè, mình bỏ dễ không quý vị? Cũng là khó, đừng nói phiện, bỏ phiện mà đó dài mà nó dính vô rồi bỏ được không quý vị? Khó bỏ lắm, phải không? Bỏ. Rồi như vậy đó là bắt đầu quy theo thầy. Bà quy theo thầy thường thường mới bộ thạnh hồi xưa quý vị, mà nói mấy ông Hương Bộ đó mặc áo dài không à, mang soi đội khăn đóng, đâu phải là cái chuyện thường đâu. Nhưng mà quy trước thầy cái đó là thôi bây giờ ông quy y á thì ông phải cúng à, ông cúng ngày hai thời à, ông mới là quy y theo thầy, theo Phật là phải là ngày ông cúng tam bảo phải ngày hai thời à. Cái đó là dạ thưa thầy, con bây giờ đó là mặc áo dài khăn đóng là sao con lại coi được thầy, ổng đâu có chịu. Thầy nói là thôi cúng không cúng cũng tùy ông, thấy không, tùy ông. Thì bây giờ quý vị biết không, cái thời gian ta lại cái ta lại ta quy đông quá đi, ta lại quy đông lắm. Cái đức thầy nói giờ thôi bữa nay tôi nhờ ông chuyện được không. Thì ông Hương Bộ Thạnh nói là thầy nhờ con cái gì con cũng làm hết trơn á, giờ con cái gì con cũng làm hết trơn á. Thì quý vị nói thôi bây giờ bữa nay là ông làm, tôi là huấn luyện viên giùm tôi mở coi ha, là huấn luyện viên thôi. Cái đó là vụ gì cái vụ đó được à thầy ha, vụ huấn luyện viên được à. Đó là bây giờ vậy nè, bây giờ đó ai lại cúng á thì ông đứng ông chỉ thôi ha, ông chỉ cúng thôi, cách quỳ lại cách cúng thôi, cũng như mình hôm hôm mình cúng vậy đó. Đó quỳ lại chỉ cúng vậy thôi. Cái bắt đầu là hết người này đi lại quy y, cái bắt đầu ông đứng ông chỉ, cái bà đậu chút cái tới người kia lại quy y ông chỉ. Mà từ sáng tới chiều ông đứng từ sáng tới chiều không có lúc nào rảnh chơi, bị gì quy y hết người này phải chỉ người kia chỉ. Mà qua ngày này qua ngày kia ông chịu hết nổi rồi, ông nói dạ thưa thầy bây giờ con đứng mà con làm huấn luyện viên này con làm hết nổi rồi thầy. Nói bây giờ con làm không nổi thì con tu, con là ngày hai thời con chịu cái nào. Nó thôi bây giờ như vậy là con ngày hai thời đó, con chịu cúng ngày hai thời. Quý vị thấy không, cái thầy nguyện chuyện rất hay. Bởi vì trong có một đoạn đó quý vị, Hương Bộ mang soi mặc áo già, áo già Hương Bộ mặc mang soi á, cái gì cái câu gì thấy chú hề gì đó, cái câu đó cũng hay lắm nha. Bởi vì cái câu đó là tôi cũng thuộc ha, Hương Bộ mang soi mặc áo già Hương Bộ mặc mang soi đó. À, cái câu đó là hay lắm nha quý vị, nghe cái câu đó quý vị là coi nghe câu đó, cái câu đó là bị gì tôi không có coi học cái câu đó. Rồi quý vị biết không, như vậy là thời gian như vậy là ở ông Hương Bộ Thạnh thuyết phục là ông Hương Bộ Thạnh và bà Hương Bộ Thạnh. Nhưng thời gian như vậy quy quá đông, mà quý vị có dịp nào quý vị xuống là Hương Bộ Thạnh tức là Cần Thơ, chỗ đó tôi có đi xuống một lần. Quý vị biết bây giờ cũng còn quan du lắm chứ đừng nói lúc đó. Từ cái chỗ đường Lũ Cái bây giờ nhà nước mở ra đường Lũ Cái bây giờ vô Hương Bộ Thạnh nó khoảng gần một cây số. Mà bây giờ đi là cũng còn hẹp lắm quý vị. Đi còn hẹp lắm đó. Vô đó đó. Mà nói là lúc đó hồi xưa đó hai bên bây giờ thúc lốt còn nha. Hai bên bây giờ là dừa nước chứ. Dừa nước bây giờ hai bên còn bịch chịch chứ đó. Ở đó đó. Vậy mà xuồng ghe vô quý vị đâm là chặt cứng hết. Vô đó đông lắm. Thì mấy tù pháp mà phát hiện ra, phát hiện ra mới thấy là bây giờ tại sao mà giao ông Tư này đi tới đâu mà bây giờ người ta lại tới quy dữ vậy. Ông không có làm được cái gì hết trơn. Thôi bây giờ bắt ông đưa lên nhà thương cho quán, đưa xuống Cần Thơ chứ, đưa xuống Cần Thơ coi coi như thế nào. Xuống Cần Thơ tụi bác tụi pháp này tổ chức quý vị, nó tổ chức với bác sĩ này kia nọ, nói là bệnh ông này là bệnh điên, nó đưa lên nhà thương cho quán. Bởi vì nó tổ chức mà,
tặng nó nhốt chứ không gì chứ, đưa lên chợ quán. Thì đưa lên nhà thương chợ quán nhưng mà cũng sắp đặt, bởi vì thầy nó tuần xưa cái sắp đặt nó lâu. Thì xuống nhà thương chợ quán thì có bác sĩ Tâm. Thì bây giờ pháp này mới nói là bây giờ ông làm sao không phải giết ông Tư này. Bây giờ như vậy là tôi đưa cho ông đó là một cái axit, cũng là silicon gì đó, thuốc axit đó, độc cực độc đó, thuốc gì đó cực độc lắm. Bây giờ tôi đưa cho ông là cái chai thuốc này nè, ông là ông đem về ông làm sao phải là cho ông Tư đó uống. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, lúc đó cái thời mà pháp này nó mạnh mà kêu bác sĩ dám không? Bác sĩ này cũng còn có vợ có con, mà bác sĩ này muốn ham sự sống, mà nếu không giết ông Tư thì ông bác sĩ này sẽ chết. Mà nó có cái đặc biệt á, thì ông bác sĩ Tâm này có vợ ở nhà đau chứng bệnh đó là coi như là trị không được. Ông là bác sĩ mà đau chứng bệnh là coi như cái bệnh cũng như cái dạng ung thư là trị không được đó, cái bệnh ác tính. Quý vị biết không, vào cái lúc đó rồi đó thì bệnh bà này có thể là cũng là sắp chết, nhưng mà bây giờ nó tới chuyện tới nữa rồi. Bây giờ đưa ly thuốc này là để cho ông Tư uống thì cái này quá ác, thật là quá ác. Mà ông Tư này là một người ta tu, mà ta không có làm gì ta hiền hậu. Mà hồi đó quý vị biết không, cái dáng của Đức Thầy đó, quý vị giờ thấy hình Đức Thầy đó. Nhưng mà tôi có gặp lại một hai ông, tôi quay phim này tôi thấy đây ha, là mấy ông mà có ông tôi đang quay phim rồi, chứ rồi tôi có lên đài đó, là gặp Đức Thầy năm đó ông 14 tuổi, là Đức Thầy về thuyết pháp ở tại làng Nhân Nghĩa, tại chỗ dưới chỗ Dầm Đao đó quý vị, kêu bằng cái gì Miếu Hồ Đông gì đó, Đức Thầy có gì đó là. Thì ông này là bây giờ hiện tại năm nay ông 90 mấy tuổi mà ông còn mạnh mẽ lắm. Ông nói năm đó 10 mấy tuổi ông có đã đến đó, ông có gặp Đức Thầy. Mà quý vị thấy có cái đặc biệt, có cái vậy nha, Đức Thầy hồi đó là đẹp lắm, tướng cá là phải nói đẹp lắm. Nhưng mà đặc biệt quý vị có cái quý vị hồi đó giờ quý vị không để ý, tôi chỉ cho quý vị cái để ý. Quý vị thấy hồi đó giờ hình Đức Thầy chụp hồi chào pháp chụp rất nhiều hình, nhưng mà Đức Thầy chụp với mấy ông pháp bất cứ ông nào đứng lại là Đức Thầy cao hơn hết. Quý vị không thấy bây giờ mình với người pháp đứng lại làm sao mình đứng bằng người pháp được? Pháp trung bình phải cao từ thứ 9, hai thước mấy không? Mà Đức Thầy ở đó đó, quý vị thấy Đức Thầy cũng là mỏng mảnh thôi, mà vô mà chụp trong tấm hình quý vị thấy lúc nào Đức Thầy cũng đứng cao hơn hết. Nó cái này mới ngộ nha, mới đặc biệt nha quý vị, về quý vị xem xét kỹ lại coi. Rồi bây giờ như vậy là đem một ly xích này cho là ông Tư uống. Như vậy ông này cũng thấy đạo đức vợ của mình ở nhà đau vậy mà chưa có hết, mà mình giờ mình làm cái ác này nữa quá, thì ông này không động lòng, ông không làm, không làm thì cũng chết. Thì ông vô mới nói thiệt: "Ê, thưa ông Tư, tôi nói thiệt với ông, bây giờ như vậy là pháp này nó đưa ly thuốc này đó là ly thuốc độc, ông uống vô là ông sẽ chết liền, ông uống vô khỏi miệng là ông chết liền." Thì Đức Thầy mới nói là: "Bây giờ ông đưa tôi uống đi, nếu bây giờ tôi uống mà tôi chết á, thì ông là sống, còn nếu mà tôi không uống á, ông sẽ chết. Để tôi chết cho ông sống đi, ông đừng có lo, mà không có chết đâu." Bắt đầu á là Đức Thầy mới cầm ly lên trước mắt ông á, là mới uống là 2/3 ly, còn ở dưới 1/1 ly uống vô rồi bắt đầu để xuống. Bắt đầu là ông này cũng hết hồn, ông đóng cửa lại, ông giọt, ông bác sĩ Thanh nè, ông đóng cửa lại ông giọt. Rồi đó, mày uống vô khỏi cổ là chết liền. Bắt đầu uống vô là bắt đầu ông đóng cửa lại, là Đức Thầy mới vô mới lấy mền đắp mới ngủ. Ngủ bắt đầu là ông giọt về nhà, bắt đầu là sáng là hí hí, bắt đầu là ông mở cửa ra liền, coi ông này coi sao chết cách nào. Ông hí hí mở cửa ra thì Đức Thầy ngồi dậy. Đức Thầy ngồi dậy, ông này ông hết hồn rồi. Trời ơi, uống ly thuốc này mà Đức Thầy ngồi dậy là ông hết hồn hết vía rồi. Thì Đức Thầy mới nói câu nói vậy nè: "Trời ơi, tôi nhờ hồi tối tôi nhờ bà Hồng chiều qua bác sĩ đưa tôi ly thuốc độc uống đó, rồi đêm nay tôi ngủ khỏe quá khỏe à." Thấy không, ông này ông hết hồn, bác sĩ Tâm mới hết hồn, bác sĩ mới hết hồn. Nói là thôi bây giờ vậy là tôi nói ông nè, bây giờ bà vợ ông ở nhà đó đau cái chứng bệnh mà nan y, thấy không, ông mà trị không được, ông bác sĩ ông trị không được, bác sĩ chạy hết trơn là cái bệnh vợ ông sắp chết rồi. Nhưng bây giờ ông nghe lời tôi một cái coi, bây giờ ông lấy còn 2/3 là thuốc này nè, ông đem về ông cho vợ ông uống, vợ ông hết bệnh đó.
ông bác sĩ Tâm này thấy là cái ly thuốc độc này mà ông này uống không hết thì ông này là thằng thánh tiên Phật gì chứ không phải là thường rồi. Ông cũng ráng đem ly thuốc gì à. Nhưng mà ông đem ly thuốc gì mà trước khi ly thuốc mà ông đưa cho vợ ông uống á, ông mới nói thiệt với bà, bữa nay tôi gặp sao cái chuyện này nó lạ kỳ. Tôi gặp cái ông này mà tụi Pháp nó đưa cho tôi một ly thuốc độc mà để cho cái ông này uống, ông Tư này uống. Mà uống không chết. Mà ông còn kêu đem về ly thuốc này về để cho bà uống nữa. Mà tôi nói thiệt là tình vợ chồng. Mà bà uống vô chắc là chết liền chứ không còn gì hết trơn á. Mà ông biểu tôi về cho bà uống. Mà bà không uống thì bà cũng chết, cái bệnh bà cũng chết. Thì bà vợ ông bác sĩ Tâm này mới nói ông ơi, bây giờ tôi nói thiệt ông, tình vợ chồng mà bây giờ ông Tư uống ly thuốc độc này đó mà ông không chết, coi chừng ông này cũng là tiên thần thánh phật gì nghe không. Thôi bây giờ là trước cũng chết sau cũng chết, nếu mà mai phước mà cái nhân viên của tôi đó, mà nếu mà cái nhân viên tôi còn sống á, cái số tôi còn sống á, thì cái ly thuốc này coi chừng ly thuốc trời phật độ cho tôi đó, tôi uống hết. Thôi bây giờ ông để cho tôi uống, dù tôi chết tôi cũng uống nữa đó. Nói vậy thì ông bác sĩ Tâm này nè, ông mới thấy vậy, ông nói thôi bây giờ tôi nghe lời ông cũng vậy, nếu mà ông này ông trời phật á, thì độ cho ông hết bệnh á, thì đây là cái phúc của vợ chồng mình, sống lại còn được bao nhiêu thì tính bao nhiêu. Thì như vậy ông mới lấy cái ly thuốc còn 2/3 đúng không vậy, chế nước lạnh vô, ông sợ vậy mà còn sợ, chế nước lạnh vô đầy ly luôn cho vợ uống lại cho nó nhẹ chút. Thì quý vị biết không, uống vô rồi là ông hết hồn, ông ngồi xuống, thì vợ uống rồi mới nằm xuống. Nằm xuống cái em động hỏi sao bà thấy sao bà. Cái nói là tôi thấy sao tôi uống nãy giờ nó hơi khỏe. Vậy mà tới chiều luôn vậy đó là hết, có thể là 80% luôn. Bà khỏe khoảng 80%. Nói ông ơi giấc này tôi khỏe rồi. Bắt đầu ông quá mừng rồi. Ông quá mừng cái bắt đầu ông mới là chạy lại đức thầy. Ông nói thưa ông, bây giờ ông Tư ơi, bây giờ nhờ cái ly thuốc của ông mà bây giờ đưa đó, ly thuốc độc mà đưa cho vợ tôi uống bây giờ nó khỏe lắm rồi. Thầy mới nói vậy nè, tôi nói thiệt với ông đem về nhà mà phải cho ông mà cho uống nguyên chất gì đó là vợ ông hết trơn luôn rồi. Mà tại vì ông phá nước lạnh đó, thấy không, thành thử ra vợ ông mất tiệt, nó loãng ra rồi. Thôi bây giờ ông lấy cái chai thuốc độc đó, ông về ông rót cho vợ ông uống là hết bệnh luôn. Chứ này nói cái chai mà thuốc độc đó còn nghe, rót còn nghe, đem về nghe lời thầy, đem về uống là hết luôn quý vị. Rồi hai vợ chồng bác sĩ đó là quy theo thầy luôn, bởi vì bây giờ trong giảng của thầy đó là bác sĩ Tâm đúng không vậy, là đại tử của thầy luôn. Rồi như vậy đó là coi như bác sĩ Tâm này làm không được, mà ba ông Pháp mới thấy làm không được, rồi mới đem vô là chuồng cọp nhốt đứa thầy. Mà quý vị hồi đó nghe đó, quý vị nói chuồng cọp không, trời nắng chang chang này quý vị biết không, xung quanh là bằng thiết bằng sắt không, nó đóng thùng nó bỏ trong nhốt trong đóng lại đó. Gặp như mình hả, 5 phút đem ra rồi chết queo không còn sống đâu. Mà nhốt đức thầy là mấy ngày như vậy đó quý vị. Đem ra đức thầy tỉnh tơ, không có gì hết. Rồi, như vậy là thấy chị ông này không được rồi. Mới đưa xuống ông Ký Giỏi. Quý vị không, hồi nãy tôi cái lúc mà đầu tiên tôi nói là bà Ký Giỏi nằm chim bao gặp đức thầy đó, là cái này phải nhân duyên không quý vị. Đưa ai đưa vòng, đưa Diệm Ký Giỏi. À, Diệm Ký Giỏi này, cái Diệm Ký Giỏi này hết sức quý vị. Đó. Là vì ông Ký Giỏi là tổng số là hình như một năm mấy đó. Tới chùa hả? Dạ, bây giờ thôi tới chùa mình tạm dừng nha quý vị. Bây giờ tới đây tới chùa rồi, chúng ta xíu nữa mình tạm tỉnh. Bá tánh giác sầu miên. Dạ. Mình giảng chúng cho ta nghĩ.